ngày 17 tháng 1 năm 2023, trường Mầm non Tân Thịnh tổ chức chương trình Xuân yêu thương Tết sum vầy năm 2023 với mong muốn mang đến cho các bé và bậc phụ huynh nhiều niềm vui đón Tết với sự động viên và chia sẻ. Tại chương trình, nhiều tiết mục văn nghệ với các ca khúc hát về quê hương, đất nước, hát về ngày Tết được thể hiện vui tươi, rộn ràng. Trình diễn thời trang của bé với thông điệp bảo vệ môi trường. Các tiết mục dân vũ của giáo viên nhà trường khiến không khí của ngày xuân thêm phần gắn kết. Tiếp đó, các hoạt động như nhảy sạp, tung vòng cổ chai, biệt mắt đánh trống, nhảy bao bố, vân vân được diễn ra với không khí vui tươi và sự tham gia nhiệt tình của giáo viên và các bé ở các nhóm lớp trong nhà trường. Bên cạnh đó là nội dung trang trí mâm ngũ quả ngày Tết của phụ huynh và giáo viên. Với sự khéo léo của các thành viên, mỗi đội đã tạo nên một mâm ngũ quả ngày Tết của người Việt đẹp và ý nghĩa, được ban giám khảo đánh giá cao. Tại chương trình, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Tân Thịnh đã tặng quà cho nhà trường và 15 chân ấm 10kg gạo do các tổ chức và cá nhân ủng hộ các cháu và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn của trường Mầm non Tân Thịnh. Hội cha mẹ học sinh cũng đã quyên góp ủng hộ 10 triệu đồng để mua nồi nấu cơm bằng hơi cho bếp ăn của nhà trường. Kết thúc chương trình Xuân yêu thương Tết sum vầy, trường Mầm non Tân Thịnh đã trao thưởng cho các đội đạt giải trong phần thi trang trí mâm ngũ quả ngày Tết.